xin kính chào quý vị, ở khắp mọi nơi lần nữa tôi xin được trình bày về một cái đề tài rất là nóng bỏng hiện nay đó là tin tức mới về tiểu đường. Vì đã nghe rất là nhiều những cái à, à, những cái thuyết trình viên về tiểu đường ở khắp mọi nơi, nhưng mà đây là những cái thấm tắc những cái gì mà mới nhất à, chúng ta cô động được cho tới năm 2019. Thì bên tiểu đường tôi xin ôn lại một số những cái chi tiết về sự hấp thụ đường của cơ thể như thế nào. À, cái chất đường hiện nay trong máu thì gọi là glucose bên ngoài chúng ta gọi là carbohydrate ta là nói chung về những cái đường kể cả tinh bột và cái vai trò của lá mía như thế nào trong sự à, sản xuất chất insulin và chất insulin nó sẽ dẫn chuyển những cái chất à, đường đi vào trong cơ thể được sử dụng như thế nào? Tại vì insulin cái đường giống như cái xăng chúng ta bỏ vào trong cái chiếc xe và cái xăng đó sẽ được sử dụng để mà tạo năng lượng và để cho cơ thể sử dụng nó giống như cái xăng trong cơ thể. Và cái chất insulin là cái chất quan trọng nhất tại vì nó nằm trong cái lá mía và cái vai trò của nó được hết sức là quan trọng trong vấn đề sự hấp thụ chất đường cho cơ thể chúng ta. Và cuối cùng là cái hiện tượng cái chất đường glucose được đưa vào máu, đưa vào cái nơi để mà tiêu thụ nhưng cái nơi tiêu thụ không có nhận được vì những cái lý do gọi là insulin resistant thì vì có quá nhiều mỡ hay là những cái cái dấu hiệu tín hiệu của tế bào nó không có chấp nhận được cái insulin nữa tại vì nó đã quá thừa thải những chiếc đường trong cái nơi đó đây là một cái hình hết sức là phức tạp nhưng mà nó tóm tắt được tất cả những cái sự hiểu biết hiện nay về tiểu đường quý vị sẽ chú ý thứ nhất bên phải của tôi là hình ảnh của bao tử và ruột. Bao tử ruột là cái nơi sẽ nhận đồ ăn của chúng ta và từ bao tử nó đã có xuất hiện những cái chất và xuống cái ruột cũng có những cái chất để mà dẫn tới cái lá mía để bắt đầu cho cơ thể chuẩn bị sản xuất ra cái chất insulin. Chính vì vậy mà khi chúng ta cho cái thực phẩm vào quá nhanh, uống ly nước ngọt vào bao tử nó sẽ xuống ruột liền. Thì cái lá mía không đủ thời gian để mà đáp ứng kịp để sản xuất insulin. Thì nếu chúng ta ăn bình thường, chúng ta nhai bình thường thì cái thực phẩm sẽ ở trong bao tử khoảng 3 tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, cái lá mía có đủ sức để sản xuất ra cái insulin để tiếp tục tiêu thụ chất đường khi được hấp thụ tới ruột. Đó là cái yếu tố chúng ta cần nhớ, không có sử dụng những cái gì quá nhanh và quá lẹ như nước ngọt và khi vào đến cơ thể rồi thì cái gì gì nó xảy ra, cái đường nó sẽ glucose nó sẽ đưa đến mở để được tiêu thụ để mà giúp cho tạo năng lượng đưa đến bắp cơ để bắp cơ sử dụng như cái xăng để giúp cho cái bộ máy nó làm việc và đặc biệt cho những cái tế bào não, tại vì những tế bào não nhận rất nhiều cái chất glucose để tiêu thụ, tại vì cái não chúng ta nó làm việc rất là liên tục và nó có hàng tỷ tỷ tế bào nó cần những cái năng lượng để cung cấp cho nó nếu không có đủ đường người nó mệt lả và nó khó chịu mắt nó mờ và người đó sẽ không hoạt động được nữa giống như xe chúng ta sắp cạn xăng như vậy cái gì sẽ xảy ra tại gan khi cái lượng đường nó quá nhiều thì cái gan sẽ tìm cách nó dự trữ lại trong cái gan là một phần lớn nhất trong cái bộ phận của tiêu hóa và khi nó đã thấy rõ ràng nó nhiều nó sẽ tìm cách dự trữ và một khi mà cơ thể nó thiếu ăn những người đó nhịn đói một hai ngày không có đủ đường trong cơ thể thì cái gan nó sẽ tự tạo ra những đường và phóng thích ra ngoài để giúp người đó thăng bằng và không có đưa tình trạng xuống đường và xỉu và sau cùng là cái thận là cái nơi mà một khi cái đường trong máu nó lên cao thì cái thận sẽ tự động nó đẩy ra ngoài đặc biệt là khi cái đường lượng trong máu trên 180mg một dl quý vị nhớ có rất nhiều những cái chất liên hệ trong cái đường ngày hôm nay. Những đề ăn uống phải chậm lại. Những đề đường đến trong máu thì cái lá mía phải làm việc cho nó đúng và thích hợp. Cái gan sẽ dự trữ và phóng thích cần được điều hòa. Bắp thơ cần phải được sử dụng cái đường. Mỡ cần được phải giảm xuống. Thì mỡ là cái nơi hay tạo ra sự đề kháng của chất insulin. Và sau cùng là cái thận phải được giúp để đẩy bớt cái đường ra ngoài. Khi chúng ta nhìn thấy những cái cấu trúc này, Quý vị sẽ thấy cái cách chữa trị nó bao gồm trong tất cả những cái yếu tố đó. Từ vấn đề chận cái đường trong bao tử và ruột cho nó chậm lại. Cho tới sự tăng cái chất insulin trong lá mía. Giảm cái mức độ sản xuất cái chất đường trong gan. Tăng cái sự hoạt động của bắp cơ. Và giảm sự đề kháng của chất insulin tại mỡ. Và tăng cái sự đẩy đường ra ngoài bằng thận. Thì đó là những cái cấu trúc mà hiện nay tất cả những cái nhà khoa học đang tìm cách sử dụng những cái thuốc để mà đối phó với cái tiểu đường trong máu. Cái câu hỏi quan trọng đặt ra là cái tại sao chúng ta có tiểu đường nguồn gốc sâu xa, xa, hiện nay nó đâu và tại sao cái số người bị tiểu đường nó quá cao. Cái câu hỏi được trả lời là người ta đã thấy cái sự tiến bộ của phương pháp chế biến thực phẩm đã làm cho con người đi đến một cái chỗ không có còn thiên nhiên nữa. Và tất cả những cái thực phẩm chúng ta hiện nay ăn đa số là hình thác bột. Và trong thiên nhiên, Thượng Đế không cho chúng ta những cái bột bột. Nhưng mà con người chúng ta tạo ra những cái loại bột. Thường thường chúng ta phải ăn những cái hạt nguyên chứ như, như brown rice. Những cái hạt mà và ăn những cái loại corn, những còn cái giỏ, những cái hạt. Trái cây thì nó không có nghiền ra, chúng ta không có uống nước trái cây. Chúng ta phải nhai, phải cắn. Và tất cả hiện nay, tất cả những cái loại gì chúng ta uống đều có hình thức hấp thụ nhanh kể cả những kẹo bánh trên đường đó là cái nguồn gốc sâu xa của bệnh tiểu đường cái số hai sự dư thừa của thực phẩm trong cái thời quá khứ thì cái sự thiếu tốn thực phẩm làm người ta phải ăn ít lại nhưng mà hiện nay tại hoa kỳ và những nơi tiến bộ trên thế giới giống như là kể cả việt nam ấn độ và trung quốc thì chúng ta thấy sự dư thừa thì cũng quá nhiều người ta ăn quá nhiều và người ta có xu hướng ăn nhiều và béo phì dư thừa mỡ trong cơ thể là một yếu tố quan trọng đưa đến cái sự đề kháng chất insulin dù là xin cố gắng đưa đường tới để cho cơ thể sử dụng nhưng cái mỡ đó đã ngăn chặn làm cho cái đường không vào trong cơ thể và làm cho sự dư thừa và tăng cái đường lượng lên trong máu chính vì vậy những người mập phì là những người có nguy cơ rất là lớn để đưa đến bệnh tiểu đường và sau cùng chúng ta thấy rõ ràng vì ăn quá nhiều vì quá có nhiều chất béo và cái lá mía sau thời gian làm việc quá lâu dài giống như một cái hãng không còn sản xuất đủ để mà thỏa mãn cái nhu cầu nữa đó là cái nguồn gốc sâu xa của tư đường hội hai là những người lớn tuổi những người ăn nhiều có khuynh hướng có hướng mập và cái lá mía đã từ chối không làm việc đủ nữa để cung cấp cho cái nhu cầu của cơ thể về phương diện tiểu đường người ta phân loại trong cách đơn giản là hội một là những cái loại xảy ra những người trẻ tuổi và một lý do đặc biệt, cái lá mía họ không có sản xuất được insulin nữa. Và cách chữa trị duy nhất là cung cấp cho họ insulin mà thôi, suốt cuộc đời. Cái số hai tiểu đường loại 2, từ thường xảy ra người lớn tuổi, họ vẫn còn lá mía, họ vẫn còn insulin, nhưng cái lá mía không đủ sức để mà đáp ứng về nhu cầu ăn uống của họ nữa, đưa đến tiểu đường loại 2. Và tiểu đường lúc có thai là cái tiểu đường của những người mẹ có con, cái nhu cầu dinh dưỡng nó cao sự thay đổi những kích thích tố trong cơ thể và nhu cầu của đứa trẻ để làm cho cái đường đường nó cao hơn bình thường và cái người phụ nữ thường thường họ lên cân rất là nhanh đó những loại tiểu đường có thai thường thường sau khi cái sinh nở thì cái tiểu đường này sẽ từ từ nó, nó bớt đi vì cách chữa thì có nhiều cách nhưng mà cái chung vẫn là thuốc và dinh dưỡng thuốc và à, kiêng ăn về những cái thuốc thì cái thuốc metformin hay là Glycophage trong là những cái loại mà nó dùng rất là lâu dài gần cả bốn năm à, thập niên năm nay và hiện nay vẫn còn được sử dụng và tôi sẽ nói về những tin tức mới về cái này thuốc thứ gì là những thuốc giúp tăng sản xuất insulin từ lá mía giống như những cái thuốc sử dụng từ lâu đời ngay cả ở Việt Nam là glipizide, glimepiride uh, nhân dân, dân có nhiệm vụ để mà thúc đẩy cái lá mía sản xuất ra nhiều insulin để đáp ứng được cái nhu cầu của cơ thể mà thôi. Và nếu mà cái cơ thể nó kỳ quệ sau khi sử dụng rất là nhiều thuốc, tối thiểu là hai hoặc ba thứ thuốc và cái đường nó vẫn không có kiểm soát được thì lúc bây giờ người bệnh cần thuốc insulin. Insulin thì nó sẽ giúp cho cung cấp thêm cái insulin mà cơ thể nó cần. Đó là cái điều quan trọng nhất. Và insulin cũng có nhiều loại một cái loại thì nó chích mỗi ngày có một loại chích hai lần một ngày và hiện nay có những cái loại 24 tiếng một lần trong một ngày thì đó là những cái tiến bộ hiện nay về thuốc chích và có những cái thuốc để giúp thải đường ra thêm bằng đường thận tại vì trước đây người ta thấy là nếu đường cao thì cái thận cái nhiệm vụ nó đẩy cái cái đường ra ngoài sử dụng cái nguyên tắc đó của cái thận thì những nhà chuyên viên đã tìm những cái thuốc để giúp cái thận nó đẩy đường ra sớm hơn trong khi chờ đợi là lên tới 180 thì hiện nay từ khoảng 140-160 thì cái thuốc này nó vẫn đẩy cái đường ra ngoài được nhanh hơn và giúp cái đường nó giảm xuống nhanh hơn. Đó là những cái loại thuốc như chúng ta thấy Fasiga, Jardin, Invocana hiện nay rất là phổ biến trên thị trường dùng phối hợp với cái thuốc Metformin. Cái thuốc kế tiếp là làm giảm sự hấp thụ qua đường bao tử, ruột và Vì nhớ là hiện nay chúng ta có khuynh nước ăn thực nhanh, những cái thức uống nó vào thật nhanh thì cái thuốc này nó sẽ giúp cho cái sự hấp thụ của thực phẩm nó chậm lại, làm chậm lại cái hoạt động bộ tiêu hóa để cái lá mía nó có đủ thì giờ nó sản xuất ra insulin. Thì đó là nhiệm vụ của những thuốc làm chậm sự hấp thụ đường qua đường ruột. Và có hiện nay có những thuốc mới nữa là những thuốc chích một tuần lễ một lần mà thôi rất là đơn giản người bệnh chỉ chích một lần trong một tuần lễ và cái thuốc này sẽ nhả ra từ từ để giúp cho cơ thể để mà giúp cho vấn đề insulin như trulicity hay và ngoài ra còn có nhiều thuốc mới sẽ ra nữa tin tức mới nhất về cái metformin như thế nào metformin vẫn là như thuốc căn bản nhất trong vấn đề chữa trị vì nó không có làm cho cái đường xuống thật nhanh nhưng mà nó sẽ giảm giảm sự sản xuất đường từ gan Chúng ta nhớ là cái gan nó có hai nhiệm vụ nó sẽ dự trữ và nếu mà thiếu thì nó lại đẩy đường ra ngoài thì cái chất metformin là sẽ giúp điều hòa cái hoạt động của cái gan diễn đầy đường và nó sẽ làm giảm mức độ cản trở cái insulin vào tế bào vì nhớ là cái hiện tượng là insulin resistant tức là có đủ insulin insulin đưa đường vào trong tế bào nhưng mà quá nhiều mỡ cản trở không có vào được thì cái metformin nó sẽ làm giúp cho vấn đề đưa insulin thêm vào và đặc biệt metformin sẽ giúp giảm cân được ở những người mập mà bị tiểu đường đó là những cái tài liệu mới nhất từ Annals Journal Medicine tức là cái tài liệu nội khoa của Hoa Kỳ một tờ báo rất là nổi tiếng vào tháng 5, 21, 2019 để mà tóm tắt tất cả những cái giá trị của metformin trong vấn đề điều trị và giúp cho giảm cân ở người tiểu đường. Ngoài ra trong những phương pháp cổ điển mà chúng ta sử dụng để mà đo đường thì đa số người bệnh phải dùng những cái máy và sử dụng gọi là test strip, test strip và dùng những cái lancet, những cái kim nhỏ đâm vào ngón tay lấy ra từng giọt máu để vào trong cái máy để đọc thường thường họ phải làm một ngày hai ngày hoặc là những người bị tiểu đường mà chích insulin thì đôi khi họ phải thử hai lần một ngày hoặc là ba lần một ngày thì rất là đau đớn và đa số họ cũng không muốn làm sau một thời gian ngắn hiện nay chúng ta có phương pháp đo đường mới không có cần phải đâm kim nữa đó là cái hệ thống của Freestyle Libre Continuous Glucose Monitoring tức là một cái hệ thống để mà đo đường liên tục mỗi phút trong cơ thể của mình bằng những dụng cụ đặc biệt và không cần chim chích vào đầu ngón tay nữa và chúng ta chỉ cần theo dõi một cái máy rất là nhỏ và lúc nào cũng có thể đọc được cái đường trong máu của mình và có theo dõi nếu mà quý vị giỏi về kỹ thuật quý vị có thể theo dõi cái đường của mình trên cái 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 điện thoại di động của mình thường đối cũng không có đắt tiền lắm đây là cái hình ảnh tôi muốn trình bày cho quý vị về cái cái hiện tại cái cách đo mới nó có một cái sensor tức là bộ phận nhận tín hiệu đường nó nhỏ bằng cái đồng 25 cent. và có một cái dụng cụ kế bên giống như là một cái phone nhỏ thì khi quý vị cần đọc thì chỉ đưa cái máy gần cái bộ phận sensor đó nó sẽ cho quý vị kết quả ngay và nếu gì nào giỏi về kỹ thuật có thể chuyển những cái tín hiệu nào vào trong computer và chúng ta sẽ in ra để cho chúng ta một cái biểu đồ trong cái ngày sáng, sớm, trưa, chiều, tối, ngủ, nhân dân, cái đường chúng ta ở mức nào? Đây là phương pháp mà hữu hiệu nhất để theo dõi đường và giúp cho người thầy thuốc theo dõi bệnh nhân ở cách chính xác và người bệnh cũng có thể tự động lo cho bản thân của mình và không phải đau đớn nhiều khi mà đâm kim vào tay. Tôi nghĩ trong tương lai đây là cái dụng cụ mà chúng ta mở cái sensor ra thì trong cái sensor đó nó có cái kim rất là nhỏ cái hình thì quá to nhưng mà thì bộ phận nó rất là nhỏ và người ta chỉ gắn cái cái bộ phận sensor nào vào trong dưới da là xong cái vị sẽ vẫn phải đi làm việc như thường không có sợ là nó rớt ra hay là chúng ta sợ là cái gì đó nếu rớt ra chúng ta sẽ gắn cái mới vào đó là cái điều mà dễ nhất của cái hệ thống mới này trở lại những đề chữa trị thì tôi nghĩ là tôi vẫn nhấn mạnh nhất chuyện đề kiêng ăn tại vì kiêng ăn nó chiếm quan trọng trong 50% phần trăm các trường hợp và đến vấn đề quan trọng nhất Điều quan trọng chỉ nhớ là chúng ta không có thể kiêng ăn tuyệt đối được. Và tôi chỉ khuyên là quý vị nên giảm 50% tất cả những cái loại được gọi là tinh bột, tiếng Anh là carbohydrate. Nếu quý vị giỏi về tiếng Anh và đọc những cái tài liệu về carbohydrate trên YouTube tất cả để mà phân tích ra. Tất cả người ở đông chúng ta thì kê cơm, nếp, xôi, bánh mì, bánh bột, tất cả những cái loại bún, bột lọc vân vân đó được nói chung là tinh bột thì chúng ta phải ăn giảm xuống. Ví dụ, giờ nếu chúng ta ăn một cái tô phở thì chúng ta cũng sẽ giảm cái lượng bún xuống để giảm cái tinh bột. Có nghĩa là chúng ta chỉ ăn một phần ba của cái bún nhưng mà vẫn ăn được cái nồi hủ tiếu hay là à, bún bò quế nhân dân. Chúng ta vẫn có thể thưởng thức được cái những hương vị của những cái thực phẩm của quê hương. Bánh ngọt trà sôi nước thì thèm chúng ta vẫn ăn được nhưng mà rất là ăn ít chứ không có ăn được như ngày xưa nữa và khoai lang cũng là cái nơi cần giảm xuống đặc biệt trong cái thế hệ hiện nay đặc biệt thế hệ trẻ chúng ta có quá nhiều thức uống có nước ngọt có nước mía có nước cam và có những cái loại cà phê sữa có đường từ khi phải bột cho tới sa bắc coffee rồi có những cái loại thi đủ loại tôi rất là ngạc nhiên là chúng ta cũng có quá nhiều loại nước uống và quý vị nhớ là trong tất cả loại đó thì cái đường dẫn là cái yếu tố chính để mà kích thích cái hương vị của cái người uống tại vì đã có những cái trường hợp người ta gọi là là carbohydrate addiction những ghiền những chất ngọt tôi đã trình bày cái tài liệu ghiền cái đường từ lâu rồi có khoảng là năm sáu năm trước và cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải chú ý là kiên bớt những cái thực phẩm đó đây là hình ảnh mà chúng ta cần nhớ là cơm bánh mì chúng ta cần phải giảm năm mươi đừng có ăn buffet nhiều đừng có ăn quá thịnh soạn và có nhiều thức ăn quá giống như hiện nay chúng ta thường ăn tất cả những loại nước ngọt dù giờ dạng nào chúng ta cũng phải giảm bớt đặc biệt những hương vị của chè những hương vị quê hương những loại chè đủ thói thứ chè đậu chè đậu xanh đè ba màu dân chúng ta cần phải giảm bớt dù là chúng ta không có thể kiên tuyệt đối được kết luận cho cái chương trình ngày hôm nay thì tôi nghĩ là chúng ta cần vừa đủ cần giảm ăn để mập giảm tất cả các loại tinh bột, giảm nước ngọt, vận động, thể dục thường xuyên và sử dụng những cái loại thuốc cần thiết mà thầy thuốc đã cho. Tại vì hiện nay có rất nhiều thuốc mới để giúp chúng ta có thể thành công trong việc chữa trị và dưới đề tiểu đường sẽ không còn là một điều sợ hãi nữa. Tại vì nếu ta không chữa trị thì cái biến chứng nó sẽ rất là hậu quả, rất là lâu dài, cái độ mà già sẽ mù mắt, cái thận nó sẽ hư và đặc biệt những bộ phận khác giống như tim và cái não sẽ bị quả giảm làm gì thì tôi nghĩ là những cái thuốc mới những cái điều chúng ta mới ngày hôm nay chúng ta học được sẽ giúp chữa trị tốt hơn và chúng ta có những cái cách để mà theo dõi đường dễ dàng hơn và sự hiểu chữa trị sẽ rất là thành công trong tương lai nếu chúng ta nắm được những nguyên tắc chính của về phương diện phòng bệnh và chữa bệnh tôi nghĩ là phòng bệnh lúc nào cũng hơn trị bệnh và những kiến thức y học chúng ta sẽ giúp chúng ta nhớ được và làm những gì hữu và hiểu rõ những gì chúng ta cần làm nhưng mà dù sao thể dục kiên an giải là phương pháp dưỡng sinh tốt lành nhất và chúng ta phải theo dõi nguyên tắc đó. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và tôi xin hẹn lại vào một những chương trình lần tới kế tiếp về những tin tức mới nhất. Xin cảm ơn.